Mọi người, bây giờ là 5:30 sáng mà chồng mình phải đi về. Tại vì hôm qua ở lại trễ quá mà về một mình đường rất là ghê luôn mọi người. Đường tối thui thù lùi à, cho nên là chồng mình đã ở lại một đêm. Nhìn anh đi về mà muốn về theo luôn á. Đúng là lúc còn vợ chồng son á, thấy thấy vui mọi người ha. Kiểu lúc nào cũng muốn gặp nhau hết trơn á. Bây giờ thì đã tới trưa rồi và hôm nay mình sẽ nấu ăn. Mình chỉ cho mấy bạn mà không biết nấu cái gì á, thì mấy bạn chỉ cần mua cái lỗ mũi heo á, hoặc là một xíu thịt heo cũng được nữa. Rồi mua một cái gói gia vị nêm sẵn nhà gì nè, ướp rồi nướng là xong. Trời ơi, khỏi phải suy nghĩ là hôm nay mình ăn cái gì. Nhiều khi á mình suy nghĩ hôm nay mình phải ăn cái gì á mà mình đau đầu luôn mọi người. Nhưng mà hên là nhà mình gần biển á, cho nên là ra chợ là có đồ ăn thôi à. Tối hôm nay nhà mình không có nấu ăn mà đi ăn bún mắm nêm nè. Hôm bữa có bạn nào hỏi mình á là dùng kem mắt loại nào. Kem mắt mà mình dùng từ đó tới giờ luôn là của nhà Shumedic nha mọi người. Đây là cái tip của mình sắp hết rồi, cho nên là mình mua hờ tip mới luôn. Tại vì mình với mẹ mình xài chung á, chất kem nó chiết xuất ong chúa và mật ong á. Bạn chỉ cần chấm một xíu thôi là mình có thể massage cho toàn vùng mắt luôn, tại vì nó dưỡng ẩm rất là tốt. Bình thường á là mình sẽ lấy cái cây massage mắt á để mình vuốt nữa. Mình thấy là nó làm mềm da mắt và giảm thâm mắt mình rất nhiều luôn.